Chào mừng bạn trở lại với channel của mình. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền từ Finhay. Trước tiên kiếm tiền từ Finhay thì chúng ta sẽ khái quát về nó. Finhay là gì? Finhay là một ứng dụng tiết kiệm thông minh, giúp lập kế hoạch và tiết kiệm cho mục tiêu bản thân. Đồng thời khi Finhay giúp tối ưu tích lũy số tiền nhàn rỗi chúng ta và đưa tới quỹ tài chính ở Việt Nam nhằm sinh lời. Khi số tiền của bạn đầu tư vào Finhay, Finhay sẽ là một đơn vị trung gian sẽ chuyển số tiền của các bạn đến một quỹ tài chính ở Việt Nam. Việc mua bán trái phiếu và cổ phiếu sẽ được thực hiện và đem lại tăng trưởng mạnh cho khoản đầu tư của chúng ta. Và thời gian rút tiền từ Finhay là bao lâu? Trước khi các bạn nào mà tham gia một cách đầu tư nào đó thì các bạn cũng sẽ nghĩ tới con đường lui trước. Rút tiền từ thế nào? Rút tiền nhanh không? Còn rút tiền có uy tín không? Thì đối với Finhay này thì mình cũng đã chơi với nó được 6 tháng rồi. Mình cũng đã rút khoảng được 5-6 lần với Finhay này. Thời gian rút tiền của Finhay là từ 5 đến 10 ngày, không tính thứ bảy chủ nhật. Khi bạn rút tiền thứ hai thì khoảng thứ ba thứ tư thì số tiền sẽ về túi chúng ta, và chậm nhất là 10 ngày. Đó là 10 ngày đó là các bạn rút tiền bị lỗi hoặc sai thông tin thì chúng ta có thể sửa lại được. Không mà dòng mới mấy ngày nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền từ Finhay luôn. Để tham gia được cái nó đó là khi bạn click vào link của mình thì các bạn có thể tải được cái app này, hoặc các bạn có thể lên Shark Lay, các bạn tải cái app này về, app chơi Finhay là ra. Khi các bạn click vào link của mình để tải app này á thì bạn sẽ nhận được 10k khi các bạn đầu tư. Khi bạn đầu tư 50k vào thì bạn sẽ nhận được 10k, là tổng cộng là 60k. Khi các bạn tải về xong thì các bạn có những bước đăng ký bằng số điện thoại, đăng ký bằng Google, đăng ký. Thì mình khuyên các bạn nên đăng ký bằng số điện thoại đi, tại vì Facebook thì có thể mắc, Google thì cũng có thể mắc, nhưng số điện thoại thì mắc. Hiện tại app này có thể chơi trên được 3 nền tảng, nó làm thứ nhất là PC, thứ hai là Android, thứ ba mấy tha hồ mà sử dụng được. Các bạn nào mà chưa có số điện thoại á, chưa có tài khoản, các bạn nhấn nhập số điện thoại bằng nhà, nhập tên đầy đủ bằng nhà, mặt số mật khẩu vào. Khi xong các bạn nhấp chữ tiếp theo thì nó sẽ gửi cái mã đến số điện thoại của bạn, các bạn nhấp vào là xong. Hiện tại mình đã có một cái tài khoản rồi. Giờ mình sẽ đăng nhập vào bằng số điện thoại của mình. Đấy, giờ nhập mật. Đây là giao diện của Finhay khi các bạn đăng. Trước tiên các bạn vào mà cho người mới đó. Góc trái có cái chữ mình sao của chữ bảo đó, bạn thấy chưa? Nhấp vào góc trái. Trước tiên là tài khoản ngân hàng. Các bạn muốn rút tiền về thì các bạn phải nhập đúng thông tin tài khoản ngân hàng các bạn vào. Ngân hàng nào? Số tài khoản, số mấy? Chủ tài khoản ở đây mình nhập rồi thì nó sẽ không cho làm nữa. Một tài khoản chỉ một lần thôi, các bạn nào muốn sửa lại thì bạn cứ yêu cầu cập nhật. Nếu mà các bạn nào mà chưa làm thì bạn nhập, nhớ nhập cho đúng nha. Không này, nếu bạn làm sai thì nó sẽ rút tiền. Bạn nhấp vào chữ sửa nè. Các bạn cập nhật thông tin đầy đủ số như mình bằng vào. Số thế thì bạn có thể bỏ qua. Mình nhập đây là họ tên của mình, ngày sinh, Gmail. Bạn nhập đúng hết cho mình nha. Thì chúng ta có thể rút tiền mà thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn. Khi cập nhật hết đủ thông tin hết rồi á thì các bạn ra và mình nhấp vào đầu tư thôi. Bạn thấy cái dấu cộng không? Nhấp vào dấu cộng. Bạn muốn nạp bao nhiêu tiền vào? Bạn muốn nạp 50k vào. Các bạn nào mà mới tham gia thì bạn có thể nạp thử 50k vào để chúng ta chơi thử. 50k vào tiếp tục. Thì có những bước thanh toán như sau, đó là Momo, Internet Banking, ATM và chứng khoán thủ công. Thì mình khuyên các bạn, đó là mình khuyên các bạn hai cách nhanh nhất, đó là Momo và Internet Banking. Thì mình khuyên các bạn nên là Momo thôi cho nó lẹ. Nhấn vào Momo. Số tiền mình nạp là 50k, phí giao dịch là 4k. Bạn nhấn chữ thanh toán. Bạn nào mà có cài Momo rồi đó thì nó sẽ chuyển các bạn qua Momo luôn. Đó. Hiện tài khoản Momo của mình đã có 100k rồi. Bây giờ mình nhấp chữ thanh toán bằng ứng dụng Momo. Nhấp một cái là nó sẽ chuyển qua tiền qua liền. Đó. Các bạn chuyển vào thì nó sẽ cộng trực tiếp vào tài khoản tổng tài sản của các bạn. Phải nhấp xem số tiền của chúng ta. Nhấp vào. Thì đây, số tiền đã đầu tư là 520k, số tiền đã rút là 966k. Nhiều bạn hỏi tại sao mình đầu tư 520k và tại sao đã rút 966k. Là mình đầu tư thử thôi, đầu tư là 520k thì mình đã mời được 59 người. Một người thì bạn mình được 10.000 thì vậy mình đã được 600k rồi. Đó, số tiền tăng trưởng là 604k nè. Thì bạn có thể nhấp tích lũy thêm và tham gia vào nó là ngày 27 tháng 2 2019. Và số tiền đầu tư của mình là 520k và số tiền đã rút của mình là 966k. Và tăng trưởng của mình là 604k và kiếm được là 605k. Nhiều bạn hỏi tại sao mình đã đầu tư có 520k mà mình tại sao mình rút là 966k lận. Tại vì app Finhay này nó có một chức năng giới thiệu bạn bè, khi bạn giới thiệu thành công thì các bạn sẽ nhận được 10k. Và mình giới thiệu được 59 người. Và cộng thêm 10k là mình nhập vào link của người khác thì mình tổng cộng là mình được 600k. Đấy, rất là giải thích. Bây giờ nhấp lịch sử nè, mình mời bạn được bao nhiêu bạn bè và tiền số tiền ở đâu mình có. Lịch sử. Đây, ngày 10 tháng 9 2019, bây giờ là ngày 17 rồi. 7 ngày trước thì mình đã mời được một bạn thành công mà được 10k. Và ngày 4 tháng 9 thì mình được 10k luôn. Rồi cái phần top 3 rank này là cái phần mời bạn bè.
cái bản list vào đây. Hãy nhắc vào chức phần bắt đầu mời bạn bè chia sẻ link này cho người khác. Người khác click vào cái link, ví dụ như các bạn click vào link của mình thì mình sẽ được 10k, khi bạn nạp 50k vào thì mình sẽ được 10k và bạn được 10k luôn. Ở đây là mình mời được 59 bạn và mình được 600k. Càng chia sẻ link và người đó nhắc vào link để tải về thôi. Khi đăng người đó đầu tư vào 50k thì mình sẽ được thưởng. Thì có những mục tiêu bạn có thể đặt ra, ví dụ như bạn có một chuyến đi du lịch ở Nha Trang trong vòng 1 năm tới là với giá 50 triệu thì các bạn có thể đặt tích lũy, mà có thể thêm mục tiêu của các bạn vào là một chuyến đi du lịch. Ví dụ đây, hồi nãy mình vừa làm một chuyến đi du lịch là 50 triệu nè, là trong vòng 8 tháng và mỗi tháng các bạn phải nạp vào đây bao nhiêu tiền, hoặc một tuần nạp bao nhiêu tiền. Khi nào đủ 50 triệu thì nó sẽ thông báo cho các bạn, đủ 50 triệu thì thông báo cho bạn rút. Bạn đầu tư thì bạn ở mức rùa hoàng kiếm, là cái gói kiếm ít tiền và bảo toàn số tiền chúng ta không bị mất. Ví dụ chúng ta đầu tư vào 5 triệu đi, thì số tiền chúng ta sẽ đứng vững ở 5 triệu đó, lâu lâu nó lên một lần, không lên nhanh. Còn bạn nếu mà muốn đầu tư 5 triệu, bạn muốn lên lãi là 5 triệu mốt hoặc 5 triệu 50 ngàn thì các bạn chọn gói trong nước. Mạo hiểm đi đâu với chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. An toàn đi đâu chúng ta sẽ kiếm được ít tiền. Vì vậy mình đây mình đã chọn gói chứng giữa là gói cân bằng. Vừa kiếm được ít mà vừa an toàn. Thấy chưa? Hiện tại các bạn khi bạn tham gia vào bạn ở mức cùng kiếm đó, các bạn nhấp vào voi, muốn chọn voi thì bạn nhấp vào chuyển đổi cấu hình. Ví dụ mình đang ở voi đây, bây giờ mình muốn chuyển lên sao la thì nhấp chuyển đổi khoảng tầm một tuần thì nó sẽ chuyển đổi hoặc nhanh hơn, thì nó sẽ bán cổ phiếu bên nguồn kiếm này và nó sẽ mua bên gói sao la này. Nhìn gì đó phải rút tiền, bắt đầu rút tiền, bỏ qua. Bạn rút tiền từ hũ nào, hũ mặc định hay khẩn cấp, bạn rút tiền 50 ngàn. Khi bạn nhấp tiếp tục thì nó sẽ rút tiền cho chúng ta, nhập mật khẩu mới cho rút nha. Nhấp tiếp tục, bạn nhấp đúng mật khẩu thì nó cho bạn rút. Hiện tại là mình chưa muốn rút nên mình chỉ làm demo cho bạn xem thôi. Đó là mức rút tiền. Đây là video khái quát về hướng dẫn cách đầu tư và kiếm tiền từ Finhay. Share, subscribe ủng hộ mình nha.